anh xã em bụng to. Oh my god. Mắt chữ A bụng chữ O. Quan tâm. Anh bên em. Trust you. Và đây là dàn cực phẩm của người ấy là ai thưa quý vị? Especially for Hương Giang. Gia đình mình thấy em bên như thế nào? Mắt chữ A mồm chữ O. Không, nhưng mà nói thiệt nha, em cảm giác là chương trình rất là hiểu em đó. Tại vì bây giờ mà mang lên một dàn mà người mẫu ở đây là em ngất nha. Hiểu không? Em đoán thôi, em có cảm giác như họ là những cái người... đằng sau lưng của họ có một câu chuyện gì đấy. Thì nãy Giang cũng bảo là Giang có một cái gu thích là người bình thường theo kiểu là không trong showbiz hoặc là không quá hào nhoáng. Với những cái người như Giang phải có những người đàn ông rất bản lĩnh và họ là người nằm ngoài thế giới của chúng ta. Không quan tâm. Không quan tâm. Họ không quan tâm cái thế giới này, họ mới không quan tâm Giang là ai, họ mới không quan tâm hồi đó Giang là ai. Ví dụ vậy, đúng là chương trình rất là hiểu. Hôm nay đúng là cực phẩm, vỗ tay cho ban biên tập. Giờ nhà gái bắt đầu khó nè. Ngon ạ. À. Ngon ngọt đấy. Có gu em không hả? Một bài toán khó. Có gu của em không? Không hả? Không, là anh xã em to. Ok, trước tiên là tôi thấy có một sự hấp lót nhẹ. Pool Diamond. Quả hấp lót này mới đi được với Butcher nha. Đấy. Xin hỏi là mấy giờ rồi vậy ca? Ừ, mất kim luôn em. Hột xoàn che mất kim luôn. Kè mất hết kim, đồng hồ như cái la bàn vậy đó. Biết được đồng tay nắm bắt đâu chứ biết giờ em. Rồi mua kiến quy tập boxing 7 tháng làm không lợi. Trời ơi, em ra một cái làm teo hết cơ luôn á. Teo lẹ liền. Em bị quéo cơ luôn mà. Quéo là. Trời ơi, mua kiến quy là bây giờ sao muối với giỡn hả? Giờ quéo lại luôn á. Tập boxing 7 tháng làm không lợi. Trời đất ơi. Kìa, bây giờ bắp là bắp một cơ. Cái bắp. Đó là bắp tiếng quá, bắp này bắp là bắp ngô, đây là cơ bắp. Cơ bắp. Bắp thấy bắp kia sao? Thật ra hôm nay cái điều kiện có mục đích của em á, anh xin. Đây là mắt kính bình thường. Nguy cơ bù mắt. Về mắt kính anh tập trung hơn. Tại lần trước là đoán sai nhiều quá rồi. Thứ nhất là anh có ngoại hình đẹp, điều kiện mê nghệ thuật. Nhưng mà em lại nghiêng về hướng là tím. Tím khởi nghiệp. Đẹp quá đúng không? Quá đẹp. Ghi thấy sao em? Dạ thì cũng mới vòng đầu thì giống như là anh Huy quan sát thì em có thấy là bạn này cũng có một cái sự chỉnh chu. Chỉnh chu trên chữ chỉnh chu nữa là rất kỹ những cái tiểu tiết. Đi quay mà quần áo là cũng brand các thứ rồi hoa nhá. Thấy kim không anh? Có hộp. Hộp trên hai lỗ tai nữa kìa anh. Anh này nhìn đẹp trai đấy nhờ. Cho em lên xem gần được cùng không, là... Không. Khó tím. Em thì cũng không nghĩ là tím. Thế thì là bạn này là một đứa chỉnh chu thôi. Tại vì tập của chị em. Xem cái bát buộc wifi nè. Thấy không? Chữ chút phút. Không có tím đâu. Ngon, được. Nhà gái kỹ quá. Áp lực quá. Kỹ quá. Con em tôi biết gu em tôi ngon ăn vừa miệng. Em nhìn sao mày thấy tím tím nhở? Anh nói ví dụ nha, em nhìn bắp tưởng nó tím không? Sốc nha, Suka nha. Suka luôn. Tới giờ nó chưa chịu tím em. Em nhìn Trần Thanh Bình thấy nó tím không? Tím nha. Bây giờ chưa chịu tím nha. Thôi, nó ngộ vậy đó em. Có những đứa nó rất là quan tâm đến cái vẻ bề ngoài. Có một loại đàn ông như vậy nhưng mà không tím. Nhiều khi bạn này nằm trong cái thai đó. Giang lúc nãy Giang nói là Giang bây giờ cũng đã mạnh mẽ bao nhiêu lâu rồi. Bây giờ Giang muốn nhõng nhẽo, muốn có người take care. Nhưng mà bạn này đang tự take care bản thân mình quá nhiều. Đang đúng dành quá nhiều thời gian nói cho bản thân. Nói em nghe nè Giang, nghe không biết cách hết á. Bây giờ đang tự take care đúng không? Còn nó làm 3 kêu thôi phóng qua take care cho nó biết cách hết á. Thôi nào thôi. Cái gì nó cũng vậy đúng không em? Yêu rồi là tự động biết lo cho người ta chứ đâu có. Thằng em ngây thơ, em ngu ngốc nha. Ngu ngốc ừ. Ui, buồn quá. Ôi cái gì? Nói vậy ta tin hiểu không? Nói vậy ta tin. Em nhớ nha, đôi khi bạn này tim xanh chuối, song tính. Ông em nhìn mặt kìa, mặt này là ôi anh đang nói cái gì vậy, em không hiểu. Thì lắc vậy thôi chứ. Chứ wow, giấu thế mà nó cũng biết. Ô nhưng mà có cái hộp đúng không anh? Có hộp. Thế thì lại có cái hộp ở đây. Bên kia cũng có cái hộp. Bởi vậy. Bên kia có hấp lớp, bên này có Rolex nha. Chỉ có một hộp bên một tay đúng không? Cái này không biết là còn không, nhưng mà trong thế giới màu tím á, mọi người thường có một cái định hình nhau hồi xưa thôi là sẽ bấm một bên tay và chỉ đeo một bên tay để mà của nó có lời nguyền cho cái đó hả? Không phải dễ nhìn nhận nhau anh. À, dấu hiệu của nhóm. Dấu hiệu nhóm. Nhưng mà em không nhớ là bên trái hay bên phải. Vậy đó, em không nhớ bên nào luôn. Em lo cho Giang lắm. Bé ra ai cũng chết. Chà, hồi nãy đầu chương trình nó tới nó kiếm người yêu nữa mà nó bắt. Em nghi, em lo. Màu nào. 1, 2, 3. Được bắp, được. Em đừng ngại bắp. Em được quyền chặt cơ bắp với em phải dập.
phải có trái chiều bắp. Tự tin anh bên em. Just do it. Xoay. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ. Em tự tin mà. I'm with you. Yeah. Yeah.